Trời ơi, không biết liệu mẹ tôi có ăn được cái món này không đây nha. Chưa nấu ăn bao giờ cả. Các em ơi, bán xu của chúng ta chưa bao giờ lỗ ăn cá. Đến hôm nay nhìn bán đến hoa ngày chúng ta biết bán có mấy ngon không mà. Chín cho em, này gắp ra đây. Đây này cho em. Đó, một quả, một để chú giữ nồi cho. Hai quả hạt và nữa. Rồi, đó, chúng ta lại bỏ cái nồi này ra. Đấy. Rau, rau, rau. Đó, rau. Đấy, bạn Xu đã chọn một cái... Rau, rau, rau. Xúc nữa. Mà sao, mà sao? Mà sao? Giật cái mình, chị đang ngủ và làm sao? Không biết đây là mày gì không? Hôm nay là thứ năm, tối em mới đi học tiếng Anh mà. Chị ngủ chứ, không ngủ lắm. Chị có biết không? Làm sao? Hôm nay là mùng 8 tháng 3 đấy, chị có cái gì không? Ơ, hôm nay mùng 8 tháng 3 á? Ừ. Chết rồi, chị chưa mua quà thì cho mẹ rồi. Ai cho làm thế nào? Bây giờ chúng mình nấu cơm cho bố mẹ nào. Bố mẹ mình sẽ bắt nhỏ sang, sẽ rất vui rồi. Bây giờ chị có nhiệm vụ ở nấu cơm bấy món ăn, còn em sẽ đi ra rửa rau thôi. Rồi em sẽ nhặt rau nhé. Ủa, được cái ý kiến hay ấy nhở. Mình nấu cơm mà là bố mẹ đã mừng lắm rồi ấy. Không biết nấu bố mẹ có ăn được không? Bố mẹ sẽ rất vui đúng không? Ủa, thế thì em đi cầm rổ đi, chắc thôi. Chị ở nhà chị sẽ đi mua cá này, xong mua trứng này, xong rồi nấu cơm, được không? Chị, rổ ở đâu rồi? Đây, để chị lấy rổ rồi. Đây, em ra vườn nhá, em phải chặt cái rau nào thật ngon, thật đẹp vào nhá. Em sẽ làm một cái rau thật tươi, thật đẹp để ăn rất là ngon. Wow, cái rau tươi quá. Mọi người chị thơm. Em mang rau về chưa? Đây rồi. Chị đang nấu cơm sắp chín rồi. Cơm chín, lên. Đây trời. Rau tươi chưa? Nhà mình mới trồng rau đấy mà đúng không? Đúng rồi. Ừ. Mà dây xuống em, trời ơi. Tết thì mình sạch cái này mà này. Không cần đâu chị. Ừ. Bây giờ thơm đâu? Cơm chín. Mình cơm chị nấu xong rồi. Thôi đâu chị. Thôi đây, chị đang để cá thì chị rán cá trước nhá. Ôi, rán cái con cá này thôi. Đây, ủ, cho nó bẩn. Chặt dây. Thôi, chị chặt rồi. Bây giờ em... Mà để nguyên cả cái luộc cho ba mẹ. Mẹ thích ăn rau luộc đi. Cho vào nồi tí mình luộc thôi. Không, nhưng phải chặt không gì á. Ăn một xong hết luôn. Thêm cho vào đấy. Đấy. Không sao, chảy máu. Thế à? Cẩn thận đấy, không qua. Mẹ rất tay em về ba mẹ lại buồn đấy. Cho ít dầu vào đây nhá. Rồi. Dầu nước. Xong rồi. Chờ đi. Cho vào đấy để tí mình luộc rau. Đây để em rán cho. Đây, để chị đẩy từ nhá, không nóng lại. Rồi em rán thì chị tẩm dầu đấy. Cơm thì chị nấu xong rồi. Ý là mình chỉ việc luộc đây để đưa ra. Em không làm được. Đấy, em ngồi lui lên. Trời ơi, người thì bé mà sao cái mông to vậy trời. Đó, thơ từ đây. Ôi, như thế nó bắn vào người đâu nha. Ô, nó đổ. Chị. Ơi. Chị ở đâu? Đây em. Kia, chị nhỏ. Đây làm gì? Tưới dầu hả? Ui giời ôi. Dầu gì? Em phải giữ xảo chứ. Trời ơi, không biết liệu mẹ tôi có ăn được cái món này không đây nha. Chưa nấu ăn bao giờ cả. Các em ơi, bán xu của chúng ta chưa bao giờ lỗ ăn cá. Đến hôm nay nhìn bán đến hoa ngày chúng ta biết bán có mấy ngon không mà. Đây là... Chị sẽ ít dầu với chị. Thế dầu thôi. Để em. Đấy, thấy chưa? Đấy, chị nấu. Chắc là mẹ sẽ vui lắm ấy nhở. Ôi nhưng mà ở lớp em đã làm gì tặng cô chưa? Kiệp thôi. Ừ đúng không, kiệp không? Mấy ngày mai hai chị em mình mỗi người sẽ làm. À chiều nay đi học mỗi người sẽ làm một con 10. Thế là quà tặng cô đúng không? Ui, để cho chút ui. Trời ơi, nó bỏng quá à. Tất cả để em. Đấy, chạy. Tí này về lấy công khỏe với mẹ là mẹ ơi, mẹ con rán cá này. Lên là xinh lắm. Chín chưa? Chưa, chắc chưa cháy đâu chị.
vẫn cần nguyên 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 và vẫn cả hôi lắm. Trời, cá hôi ư? Vẫn chưa thơm. À, nó chưa chín, chưa giòn đúng không? Đúng rồi. Ba mẹ của chị thích ăn giòn cơ. Ừ, ba mẹ của chúng ta chứ. Sao lại là của chị? Chị nghĩ sau khi nấu xong lại con cá của chị sẽ bị lát. Xương của chúng ta đã lật những lần chín chưa? Đây đây đây, cho ra đĩa, cho ra đĩa. Đĩa. Đó, rồi. Lật lại. Trời ơi, có dán nữa đâu mà lật thử. Bỏ cái này ra nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ luộc cái gì đây? Chị sẽ luộc trứng nè. Đó nha. Có ai cầm cái nồi như thế bao giờ không? Mình đặt như thế này đó. Để em được nha. Rồi, sao chúng ta cho nước vậy nha? À, để em cho dầu. Đây là nước à? À, thôi trời. Trứng đã nổi đây rồi, bây giờ lại bung. Thìa. Trời, trứng không phải thìa. Cứ để đây tí nó sôi là được à. Cho em một cái thìa tí. À, tí này em cầm cái thìa em hớt trứng ra, nhớ chưa? Dạ. À, bản xô của chúng ta rất là được việc đấy em đấy. Trứng nhưng mà ai luộc á, không đậy vung đâu, về cứ lật trứng đến khi nào nó có hết trứng ra luôn đấy, bỏ luôn. Các em có biết làm nào để biết được trứng của nhà của mình đã chín hay chưa? Khi mà trứng sôi nhá, chúng ta dùng muỗng mà chúng ta gắp được quả trứng lên thì chứng tỏ là trứng chín. À, trứng lại chưa chín bởi vì không gắp được. Đó, đó, trứng chưa chín, ngồi tiếp. Trời, đây là đang tưới nước cho trứng em. Trời ơi, chắc bố mẹ của chúng tôi không có được món này đâu. Ừ, đúng rồi, bố mẹ của chúng tôi sẽ rất bất ngờ bởi vì món ăn của chúng tôi nấu. Đó, lại vào. Ui, này. Thế nhớ. À, chúng cháy. Trời ơi, cháy. Ý bà mẹ bé chắc bố mẹ vui lắm nhở. Bởi vì chúng mình đã biết giúp ba mẹ nấu một bữa ăn đúng không? Bởi vì hôm nay là ngày 1 tháng 3, chúng ta sẽ giúp mẹ để cho mẹ đỡ vất vả nhá. Chúng chín cho em. Này, gắp ra đây. Đây, này, trời. Đó, một quả. Ôi, để chúng nôi cho. Hai quả hạt nữa. Rồi, đó, chúng ta lại bỏ cái nồi này ra. Đấy. Rau. Đó, nồi rau. Đấy, bạn Su đã chọn một cái Rau. Súp lơ. Đẹp nhất vườn, to nhất vườn đi các em ạ. À, vườn thì chị để em đồ, để em đồ. Bình tĩnh. Lại nhúng người ra bây giờ. Ôi trời. Canh mà chị. Ờ, cái này tí làm canh cho ba mẹ luôn. Rồi, rau thì để yên. Trời ơi, ai cứ lật rau như thế mà sợ. Sao để yên? Lát rau. Trời ơi, tí em thừa hết rau. Đúng. Xui mà thế chị không cho với Xu nữa đâu á. Đó, thì chúng ta phải đun ấm nước để cho ba mẹ uống trà. Em xem rau chín chưa? Ờ đấy, cẩn thận ông nước nóng đấy nhá. Nóng đổ vào mà nguy hiểm lắm. Tí mình cho rau lên đây, còn canh thì mình cho vào đây. Ơ? À đây là cái bát. Rau với canh lẫn nhau mà. Không, nhưng mà rau mình phải bỏ riêng, đây là rau luộc mà. Mình có biết nấu canh đâu, hôm nay làm gì có mua xương đâu. Không, canh rau cải cũng được. Canh rau cải không được, cho rau ra đĩa. Canh đổ ra bát, mẹ về mẹ ăn. Chín rồi, chín. À, mỗi bát luộc canh. Thôi, em xúc ăn, xúc ăn. Nặn ạ. Một bát canh. Hai bát canh. Một thôi em. Ô để em. Cái đấy làm sao em xúc được nước? Ờ. Đó. Cứ chành chích chành chòe, chành chích chành chòe cơ. Một bát canh rau cho chị. À, đây là bát canh rau, trời ơi, đó. Em phải ấm trà. Từ từ, để chị bê cái này ra đây cho em nào. Chúng ta sẽ để ở đây nha. Chị ơi, chị đổ trà vào đi chị. Đây em đổ trà. Đổ trà. Đây rồi. Rồi. Ai, cứ ba mẹ chỉ để ăn thôi. Rồi, chúng mình để hai cái cốc thôi nha. Rồi, chúng mình sẽ rót cho ba mẹ đi. Rót ra một cái cốc thôi em. Đây là bát canh. Đây là bát cơm. Cơm mình để tí lúc nào về thì à, mẹ chỉ được bỏ ra ăn thôi đúng không? Bây giờ chúng mình không bỏ nồi cơm ra nó sẽ bị nguội đấy nha. Đúng rồi. Ừ. Yeah. Rồi thôi, ít thôi. Đây cốc. Đầy thế. Đừng đổ em. Rồi, để đây. Để cái ấm ở đây luôn nha, bên cạnh luôn nha.
Wow, wow. Này, này, đây là mâm cơm 8 tháng 3 chúng ta dành tặng cho mẹ nhé. Anh chưa dọn cái này. Không, cái này cứ để ở đây. Ủa nhỏ, thế là chúng mình sẽ dọn. À thôi, thế để mâm cơm ở đây, chị em mình mang cái này ra ngoài rửa đi. Không có về A3, mẹ mà phải rửa nhiều đồ này cũng khổ lắm nhé. Xin chào tất cả các bạn, các bạn xem ủng hộ mình và subscribe cho mình nhé. Hẹn gặp lại.